nó đang bơi xung quanh cái thằng phao của mình nè các bạn. Còn các bạn cá vàng là hình như bị nó buồn ngủ hay sao đó, thì nó không bơi gì hết trơn à. Đây mình sẽ tập quét cái nó nè. Rồi còn bạn này thì đang tắm nắng nè, không biết là chuyện nào mình nó sẽ bơi xuống quá, mình nó bơi luôn rồi mấy bạn. Rồi hai bạn này sẽ ở đây nha. Một quả trứng nè, hai quả trứng nè, ba quả trứng, tên tên đẹp lắm mấy bạn. Thì bây giờ chắc là sẽ đi ra khu vườn xem có mấy bạn cá dễ thương hay không nha. Ủa mấy bạn ơi, sao mình thấy ở trong cái hồ cá này của mình có mấy cái gì đấy bạn? Để mình đụng xem sao nha. Ồ, đây sao giống cái trứng quá vậy các bạn? Mà sao có mấy cái trứng trong đây kỳ vậy ta? Ủa không, để hai bạn cá này để trứng cho mình hả mấy bạn? Mà cái bạn cá nhỏ xíu như vậy sao mà để được cái trứng bự như vậy mấy bạn? Chắc là mình sẽ lấy trứng ra đây rồi mình xem sao nha. Rồi mình sẽ để trứng lên đây đỡ nha mấy bạn. Rồi một quả trứng nè. Hai quả trứng nè mấy bạn ơi. Ở đây còn một quả nữa nè các bạn. Ba quả trứng. Thấy dữ vậy mấy bạn. Không biết còn nữa không mấy bạn ơi. Để xem. Hình như hết rồi đó các bạn. Hai bạn cá này lạ quá. Thì bây giờ mình sẽ bắt hai bạn cá này ra xem sao nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một cái thao nha các bạn. Cái thao này được không ta? Ok, cái thao này chắc được rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ múc một chút nước này nha mấy bạn. Rồi mình để ra đây. Bây giờ mình sẽ bắt hai bạn cá này ra nha các bạn. Đầu tiên là bạn cá màu hồng này nha. Bạn cá màu hồng này dễ thương lắm nè mấy bạn ơi. Đó mấy bạn ơi, đó. Thấy chưa? Mấy bạn thấy bạn đó bò chưa? Rồi, bạn cá màu vàng nữa nha. Đây, bạn cá màu vàng này nè, bạn đó màu vàng đẹp quá mấy bạn. Đây, mình sẽ bắt bạn đó lên nha các bạn. Rồi, hai bạn cá của mình vào đây rồi nè các bạn, bạn đó bò kìa. Ủa, bạn đó bơi dưới nước á, bạn chứ không phải bò đâu nha. Chừng nào mấy bạn ở trên bờ thì mình gọi là bò đó các bạn. Nhưng mà nhìn bạn đó giống bò quá mấy bạn ơi. Đó, bạn đó đang bơi xung quanh cái thành phao của mình nè các bạn. Còn các bạn cá vàng này hình như bạn đó buồn ngủ hay sao đó. Bạn đó không bơi gì hết trơn à. Đây, mình sẽ học lét cái điều đó nè. Dễ thương quá mấy bạn ơi. Bây giờ chắc là mình sẽ cất mấy cái quả trứng này nha các bạn. Mấy cái quả trứng này to luôn nè mấy bạn. Tháo ghê luôn á. Ủa, ở đây có cái bạn cá gì lạ quá mấy bạn ơi. Đó, bạn cá này bơi dưới nước nè. Mình bắt bạn đó luôn. Wow. Ui, bạn đó nhanh quá mấy bạn ơi. Mình bắt không được. Đây. Bạn đó phóng dữ luôn đó. Mấy bạn nghe mùi, nghe cái tiếng nước sóng của bạn đó không? Dạ thôi, dữ quá mấy bạn ơi. Mình không bắt được luôn rồi nè. Mình sẽ chờ bạn đó dưới này nha. Ủa mấy bạn ơi, mình có một cái thao màu đỏ nè. Một cái thao màu đỏ này sao có hai bạn cá trong đây kỳ quá mấy bạn. Chắc là mình sẽ đem hai bạn cá này lại cái thao cá, hai cái bạn cá vàng này của mình nha. Hai cái bạn cá này đẹp quá mấy bạn ơi. Đó, bạn thấy chưa, bạn đó trong tay của mình nè. Cái đuôi của bạn nó xòe rồi, xòe luôn kìa. Bây giờ mình sẽ cho hai cái bạn cá này vào cái thao này luôn nha. Rồi, bạn đó đang bơi chung với hai cái bạn cá bự nè mấy bạn. Đó, rồi còn một bạn nữa mình sẽ cho vào luôn. Rồi, hình như đây là hai bạn cá beta phải không mấy bạn? Hai bạn cá này ó. Hai bạn cá này nhỏ xíu xíu luôn, trong khi hai cái bạn này bự ơi là bự luôn nè các bạn. Đó, nhìn mắc cười quá à. Mà bây giờ không biết là hai cái bạn cá này ở đâu ra vậy mấy bạn. Chắc là mình sẽ tìm chỗ mình cho hai cái bạn cá này về ở chỗ của bạn đó nha. Nè, đi tìm xem sao nha. Mấy cái hồ này không biết là cái hồ nào phù hợp nha mấy bạn. Cái hồ này thì sao ta? Cái hồ này có hai cái bạn rùa nữa bạn ơi. Chắc không phải rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái hồ này nha. Rồi mình sẽ cho hai cái bạn cá này vào cái hồ luôn nha mấy bạn. Đây hình như là hai bạn cá beta đó phải không mấy bạn? Đã quá. Đây. Rồi, wow. Đó mấy bạn ơi, bạn đó bơi dưới đẹp ghê luôn chưa? Đây mình sẽ bớt cái bèo ra cho mấy bạn xem. Cái đuôi của bạn đó rất là xòe luôn đó mấy bạn. Rồi còn một bạn nữa nè, mình sẽ bắt bạn đó vào luôn nha. Đó mấy bạn ơi. Đây. Đó, wow, hai bạn cá beta. Hình như đây là bạn cá beta đúng rồi đó mấy bạn. Bạn nào bạn biết thì nhớ cho mình một vỗ tay. Rồi mình sẽ đem hai bạn cá này về nha. Chắc là mình sẽ cho hai bạn cá này vào lại cái hộp của hai bạn đó thì mình đã xem xong rồi đó mấy bạn. Rồi 1, 2, 3. Tun. Ba. Wow, hai bạn cá này đã vào hồ lại rồi.
mình sẽ thu hoạch 3 cái trứng này, bỏ vào cái thau mà mang vô nhà thôi. Để cái thau lên đây nha. 1 quả trứng nè, 2 quả trứng nè, 3 quả trứng. Ten ten. Ôi mấy bạn ơi, mình nhìn thấy hai bạn rùa nè. Đó mấy bạn ơi. Ồ, mấy bạn rùa này đang nhìn chúng ta kìa các bạn ơi. Không biết đâu có hai bạn rùa này bò ở trong nhà mình nữa mấy bạn. Bây giờ chắc là mình sẽ tìm chỗ ở cho hai bạn đó nha. Nhưng mà sao thấy hai bạn đó đang nâng ghim nữa mấy bạn ơi. Không biết là mấy bạn đó đang suy nghĩ gì nữa nè. Ôi mà bạn này đang cục kè nè. Đó dễ thương ghê chứ mấy bạn. Bây giờ chắc là không biết là bạn đó muốn đi đâu hả mấy bạn. Mà không biết là ở đâu mà bạn đó xuất hiện ở đây nữa. Kỳ ghê luôn á mấy bạn ơi. Đó đó, bạn rùa này đang bò nè mấy bạn ơi. À, hai bạn này không biết là có ở chung với nhau hay không mà mấy bạn nó xuất hiện ở đây cùng một lúc nha mấy bạn. Đó, bạn nó đang tìm đường về nhà nè mấy bạn. Wow, hai bạn rùa này kỳ dữ vậy ta. Bạn đó không biết là nhà của bạn đó ở đâu luôn á mấy bạn. Ý, bạn đó đang hướng lên cái thành hồ này nè mấy bạn. Hình như là hồ này bạn đó bò vào gần nhà của mấy bạn đó hả mấy bạn. Để xem nhà của mấy bạn đó ở đâu đi ta. Ủa, không lẽ nhà của mấy bạn đó trong cái hồ này hả mấy bạn. Ờ, chắc là vậy rồi mấy bạn ơi. Mình thấy bạn đó đang tìm cách vào hồ nè. Để mình cho bạn đó vào hồ bạn đó nha. Đây, đó mấy bạn. Bạn đó vào hồ rồi nè. Rồi còn một bạn nữa thì mình sẽ cho bạn đó vào hồ luôn nha. Rồi, vào hồ luôn rồi nè. Đó, bạn đó bơi xuống, bạn đó ngủ liền rồi mấy bạn. Rồi, còn bạn này thì đang tắm nắng nè. Không biết là chuyện nào bạn đó sẽ bơi xuống. Quá, bạn đó bơi luôn rồi mấy bạn. Rồi, hai bạn này sẽ ở đây nha.